Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện 1815 ngày 26 tháng 12 2021 về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ, tổ chức tiêm vét vaccine, thành lập các tổ tiêm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm phòng vaccine lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ, trừ trường hợp chống chỉ định, đặc biệt những người không di chuyển được. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19, theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị, theo tình trạng, mức độ bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà, có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế bảo đảm phân bổ kịp thời, đầy đủ vaccine cho các địa phương trên cơ sở luật pháp hiện hành, quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị địa phương, doanh nghiệp nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá và chống mọi biểu hiện, hành vi lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tiếp theo là những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Trong 24 giờ qua, cả nước tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới. Chi tiết sẽ có ngay sau đây. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 12 đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 15.218 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 207 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca tử vong là 31.214 ca. Trong ngày có thêm 18.556 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.651.673 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.248.240 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tăng nhanh. Tốc độ lây lan thứ phát trong các ổ dịch được đánh giá là nhanh và nhiều. Tính riêng trong ngày 24 và 25 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ghi nhận 104 ca mắc mới. Hiện Ninh Bình có 15 ổ dịch xuất hiện ở 7 trên 8 huyện, thành phố, với 423 ca bệnh đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế trong tỉnh. Trước tình hình này, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các lực lượng phòng chống dịch và chính quyền các địa phương tiến hành truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp khi phát hiện thông tin dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, bóc tách nhanh các ca bệnh ra khỏi cộng đồng, khẩn trương từng bước kiểm soát chặt các ổ dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết từ 18 giờ ngày 25 tháng 12 đến 6 giờ ngày hôm nay 26 tháng 12, tại Nghệ An đã phát hiện 117 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 51 trường hợp trong cộng đồng. Các trường hợp còn lại được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa. Đáng chú ý, trong các ca cộng đồng vừa ghi nhận, có 44 ca tại Bản Sệt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ngành Y tế Nghệ An đã chỉ đạo huyện Quỳ Châu khẩn trương khoanh vùng, truy vết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, xây dựng phương án kịch bản đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại xã Châu Thắng một cách kịp thời. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, thành phố có 8 quận có mức độ dịch cấp độ 3, do đó học sinh lớp 12 tại các quận này phải dừng đến trường sau 3 tuần được học trực tiếp.
Theo thông báo mới nhất đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2, tuy nhiên có 8 quận có mức độ dịch ở cấp độ 3, bao gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Do đó, học sinh lớp 12 của 6 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ sẽ dừng học trực tiếp từ ngày mai 27 tháng 12. Trước đó, học sinh quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng đã dừng học trực tiếp từ ngày 20 tháng 12. Lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, nhiều đối tượng đã kinh doanh các bộ kit test nhanh COVID-19 trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng thương mại điện tử. Đáng nói, trong đó có nhiều loại chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Lo lắng vì dịch bệnh, chị Vân thường tìm mua các loại kit test nhanh COVID-19 để sử dụng cho bản thân và gia đình. Song chị cảm thấy hết sức lo ngại về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. Rất nhiều loại kit test từ ngoáy mũi cho đến bằng nước bọt. Tôi rất là hoài nghi về cái chất lượng của các kit test. Bởi vì là tôi thấy giá cả nó chênh lệch nhau quá nhiều giữa trên thị trường và trên các trang thương mại điện tử. Tại một số sàn thương mại điện tử hay các hội nhóm bán hàng trên mạng xã hội, người bán đều khẳng định sản phẩm của mình có độ chính xác cao và giá thành rẻ hơn so với tại hiệu thuốc. Mua nhà thuốc tận 100.000 một cái thôi. Mua nhà thuốc là 100.000 một test đấy bạn. Đây là một mình bán là bán sỉ, bán cho người dân, bán giá rẻ cho người dân mà chứ còn bán nhà thuốc từ 90 đến 101. Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện thu giữ các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có kit test nhanh, chủ yếu là hàng trôi nổi, sách tay, chưa được kiểm định chất lượng và chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Khuyến cáo người tiêu dùng là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu mua những sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng thì chúng ta bỗng nhiên, thứ nhất là mình không biết mình bị bệnh, cái thứ hai là dịch bệnh có thể trong xâm nhập cơ thể mà mình không biết. Sử dụng cái kit thử này nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cho cái tính an sinh của xã hội. Người tiêu dùng không nên tự ý mua kit test nhanh không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép lưu hành. Việc sử dụng những sản phẩm kit test kém chất lượng sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Thưa quý vị, thời tiết xấu cùng làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron ngày một tăng cao khiến cho lễ Giáng sinh năm nay của người dân trên toàn thế giới tiếp tục không được trọn vẹn. Theo thống kê vừa được công bố, đã có hơn 6.000 chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn chuyến khác bị hoãn trong dịp nghỉ lễ quan trọng này. Riêng trong ngày 25 tháng 12, gần 2.800 chuyến bay trên toàn cầu đã bị hủy, 8.000 chuyến bay bị hoãn, trong đó có 970 chuyến đến hoặc đi từ nước Mỹ. Các hãng hàng không cho biết, nguyên nhân của sự hỗn loạn lần này là do tình trạng tăng đột biến số lượng nhân viên xin nghỉ ốm hoặc là bị cách ly vì COVID-19. Chiếm nhiều nhất trong số các chuyến bay bị hủy rơi vào các hãng hàng không Trung Quốc với hơn 1.000 chuyến, tương đương hơn 20% kế hoạch bay của nước này. Các quốc gia trên toàn châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với nguy cơ thiếu điện ngay khi mùa lạnh đến do nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt khiến cho giá điện không ngừng leo thang. Nhiệt độ tại thủ đô của nhiều quốc gia trên toàn châu Âu được dự báo giảm xuống dưới 0 độ C trong tuần này, gây áp lực lên nguồn cung điện trong bối cảnh sản lượng điện gió và điện hạt nhân đều đang ở mức thấp. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn sau khi Nga giới hạn lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống dẫn khí đốt chính tới Đức. Giá năng lượng tại các quốc gia châu Âu trong năm 2021 đã liên tục tăng vọt, trong đó giá khí đốt tại châu Âu tăng tới hơn 600%, kéo theo lạm phát tăng, gây thêm áp lực cho các nhà hoạch định chính sách. Sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn để vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Theo báo cáo do công ty tư vấn Shape của Anh công bố ngày 26 tháng 12, Trung Quốc được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới vào năm 2030. Ấn Độ có thể sẽ vượt qua Pháp vào năm tới và sau đó là Anh vào năm 2023 để giành lại vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Thưa quý vị, như vậy là thế giới đã trải qua thêm một mùa Giáng sinh trầm lắng trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh. Năm mới 2022 sắp bước sang, cũng là năm thứ ba ứng phó với COVID-19 với nhiều thách thức. Hàng loạt quốc gia quyết định hạn chế nhiều hoạt động lễ hội đón Giáng sinh và năm mới, đồng thời đẩy mạnh tiêm chủng liều cơ bản và liều tăng cường cho người dân,
trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 10. Mùa Giáng sinh thận trọng ở Vương quốc Anh, không khí vui chơi và mua sắm không náo nhiệt. Sân khấu ngoài trời ở Edinburgh thì nằm trống trơn bởi nó sẽ không được sử dụng cho lễ đón năm mới vào tuần sau. Lệnh cấm dịch vụ lưu trú tại Scotland càng khiến hoạt động khác trầm lắng. Chúng tôi đã phải đóng cửa trong 14 tháng và khi mở cửa trở lại hồi tháng 5, chúng tôi đã mất cả nửa năm để xây dựng lại mọi thứ. Cách duy nhất để đưa hoạt động kinh doanh đi lên là thúc đẩy hoạt động giao đồ ăn. Nếu chỉ trông chờ vào lượng khách dùng bữa tại nhà hàng thì không thể bù chi phí. Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà mỗi công dân Anh có thể dành tặng gia đình và đất nước là đi tiêm vaccine, dù đó là mũi đầu tiên, mũi thứ hai hay mũi tăng cường. Tốc độ lây lan của biến thể Omicron thực sự đáng sợ. Nước Anh ngày 24 tháng 12 đã ghi nhận hơn 122.000 ca mắc mới. Biến thể mới khiến số ca mắc ở Pháp tăng lên mức 6 chữ số, với hơn 104.000 ca được phát hiện ngày 25 tháng 12. Còn Ireland đón Giáng sinh bằng mốc kỷ lục theo ngày mới 11.182 ca, trong đó 83% số ca là Omicron. Đan Mạch cũng đang có số ca theo ngày 13.500 ca. Tình hình tương tự được ghi nhận ở Italia và Bồ Đào Nha. Một cơn bão dịch bệnh sắp ập đến trong vài tuần tới. Các quốc gia châu Âu cần chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể và mạnh mẽ các ca mắc mới với biến thể Omicron chiếm đa số, đẩy các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng đến cực hạn. Nước Mỹ cũng đang là điểm nóng của đại dịch. Omicron chiếm hơn 73% các ca mắc mới trong tuần qua và chính thức trở thành biến thể chủ đạo. New York đã phải thông báo thu hẹp quy mô và giới hạn người tham gia bữa tiệc mừng năm mới theo truyền thống tại quảng trường thời đại. Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci đã cảnh báo hoạt động đi lại và những cuộc tụ tập đông người trong kỳ nghỉ lễ cuối năm sẽ không an toàn. Các quân nhân sẽ được triển khai đến các bang bị ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, hỗ trợ các bệnh viện quá tải. Nhiều quốc gia châu Á cũng thận trọng tăng cường các biện pháp hạn chế. Thái Lan sẽ tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly, test and go, ít nhất cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2022. Chính phủ Indonesia công bố hàng loạt biện pháp tăng cường giám sát trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2022. Ngày 25 tháng 12, kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa từ bờ biển Đông Bắc khu vực Nam Mỹ, mở ra một kỷ nguyên thiên văn học mới. Kính viễn vọng hồng ngoại James Webb trị giá 9 tỷ đô la Mỹ được NASA phóng lên từ khoang chứa của tên lửa Ariane 5 vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 25 tháng 12 theo giờ địa phương, tức 21 giờ 52 phút ngày 25 tháng 12 theo giờ Việt Nam, từ căn cứ của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA ở Guiana thuộc Pháp. Vụ phóng vào ngày Giáng sinh đã thành công tốt đẹp, được đặt tên theo người đứng đầu NASA trong hầu hết thập kỷ của những năm 1960. James Webb nhạy và mạnh hơn Hubble khoảng 100 lần và được kỳ vọng sẽ mang tới những hiểu biết và cái nhìn mới về vũ trụ cho các nhà khoa học và vị trí của trái đất trong đó. Cơ quan giám sát thông tin Nga Roskomnadzor đã chặn trang web của dự án truyền thông OVD Info theo phán quyết của một tòa án ở khu vực Moscow, Liên bang Nga. Roskomnadzor cho biết họ cũng đã yêu cầu các mạng xã hội xóa tài khoản của OVD Info. Theo Roskomnadzor, tòa án đưa ra quyết định trên sau khi phát hiện trang web của tổ chức này đăng tải những bài viết có nội dung ủng hộ hành động của các nhóm cực đoan và khủng bố. Chính quyền tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc vừa thông báo sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi và giảm thuế cho các phụ huynh sinh thêm con để thúc đẩy tỷ lệ sinh khi dân số đang già hóa nhanh chóng. Theo đó, tỉnh Cát Lâm, nơi có tỷ lệ sinh thấp thứ hai Trung Quốc, sẽ cung cấp khoản vay tối đa 200.000 nhân dân tệ, tương đương với 31.400 đô la Mỹ cho các cặp vợ chồng dự định sinh con, với mức lãi suất ưu đãi và tùy thuộc vào số trẻ con trong gia đình. Thông báo cũng bao gồm cam kết tăng thời gian nghỉ thai sản lên 180 ngày từ 98 ngày. Thời gian người cha được nghỉ theo sẽ là 25 ngày, tăng so với 15 ngày trước đó. Các cặp vợ chồng có 2 hoặc 3 con cũng có thể được giảm thuế nếu họ bắt đầu kinh doanh quy mô vừa và nhỏ. Đã bao giờ bạn thử tưởng tượng rằng bạn có thể nếm mùi vị của các món ăn qua màn hình TV? Một giáo sư người Nhật Bản đã phát triển một loại TV giúp cho người sử dụng có thể dùng lưỡi chạm vào màn hình để nếm mùi vị món ăn. Đây được xem là một bước đột phá mới về trải nghiệm đa giác quan.
Cô Yuki Hao, 22 tuổi, sinh viên Đại học Meiji, Nhật Bản, đang nói vào màn hình rằng muốn nếm vị sô-cô-la ngọt. Sau khi nhắc lại vài lần, một giọng nói tự động, chốt đơn và máy phun vị đã được chuẩn bị lên trên miếng phim. Nó giống như sô-cô-la sữa, hương vị của nó rất ngọt ngào. Thiết bị giúp người dùng nếm mùi vị thức ăn có tên gọi Taste the TV, sử dụng một băng truyền gồm 10 ống hương liệu dạng phun kết hợp với nhau nhằm tạo ra mùi vị của các loại món ăn cụ thể. Sau khi kết hợp xong mùi, các ống hương vị được chuyển đến miếng phim vệ sinh đặt trên một mặt phẳng để người xem có thể nếm thử trực tiếp bằng lưỡi. Giáo sư Homei Miyashita tại Đại học Meiji ở Tokyo, tác giả của nghiên cứu cho biết, trong kỷ nguyên đại dịch COVID-19, công nghệ này có thể góp phần nâng cao trải nghiệm, giúp mọi người kết nối và tương tác với thế giới bên ngoài. Mục đích của phát minh này là giúp người dùng có thể trải nghiệm thưởng thức món ăn giống như đang ăn ở nhà hàng, ở bên kia bán cầu, ngay cả khi ở nhà. Giáo sư Miyashita làm việc với một nhóm khoảng 30 sinh viên đã sản xuất được nhiều loại thiết bị liên quan đến hương vị, bao gồm cả dĩa giúp thức ăn có vị đậm đà hơn. Ông cho biết đã tự chế tạo nguyên mẫu TV nếm thức ăn trong hơn một năm qua, chi phí chế tạo bản thương mại có giá khoảng 100.000 yên. Các ứng dụng tiềm năng khác bao gồm hướng dẫn cách pha chế rượu, đào tạo đầu bếp từ xa, cũng như chơi trò chơi câu đố. Giáo sư Miyashita cũng đang thảo luận với các công ty về khả năng sử dụng công nghệ này cho các dòng thiết bị như tạo vị bánh pizza, sô-cô-la bên trên một lát bánh mì nướng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.